Chào các bạn, chúng ta giải vòng số 5 Vinbit của khối lớp 8, nick thứ 2. Bài thi số 1. Tìm cặp bằng nhau. Ta chuẩn bị một mặt nháp như thường lệ để lưu kết quả ha. Bài thứ nhất. 121 chia 11 nhân cho âm 2,3 âm 25,3. Nghiệm không âm của đa thức này nhìn vô thấy luôn kìa, là bằng 0 đó. X bằng 0 thì làm cho đa thức này bằng 0. Rồi dưới đây thì X bằng 0,25. Bên này thì kem rút 4 ra làm nhân tử chung. Kết quả là ra 1/4 nhé, tức là 0,25 luôn. Hệ số của x bình ở đây không có là coi như bằng 0. Ở nick trước thầy giải mấy cái này kỹ rồi kem nhé. Mình đang ở nick thứ 2, kem đừng có quên. Rồi như vậy cái bài này thì có hơi khó khăn một chút. Thì thầy sẽ hướng dẫn. Này dùng hàng đẳng thức 21 mũ 2 tất cả bình là bằng 21 mũ 4 trừ cho 1 rồi trừ cho 7 mũ 4 nhân 3 mũ 4 là thành 21 mũ 4 đó các em. Thì cái này sẽ bằng âm 1 nha. Ô này sẽ bằng âm 1. Trừ số 6 người ta cho sẵn rồi, tôi cứ gõ lại thôi. Cái này thì ta lấy máy tính ấn 2/12 13 trừ 26. Độ nhiễu của các cái đề này nó không cao lắm. Giá trị lớn nhất, giá trị lớn nhất của cái đó ta ấn máy tính luôn đi. Âm 1 4 âm 5. Vậy giá trị lớn nhất là bằng âm 1 kìa, đạt được khi x bằng 2 đó. Này ta dùng hàng đẳng thức ha. Cần nói lại xíu. Trừ x bình. Trừ x bình cộng 4x trừ 5. Các em sẽ biến đổi thành là trừ x bình cộng 4x và trừ cho 4 trừ cho 1. Như vậy nó sẽ bằng là trừ mở ngoặc x bình trừ cho 4x và cộng cho 1 trừ 1. Vậy nó sẽ bằng tiếp là trừ mở ngoặc x trừ 1 tất cả bình và cộng cho âm 1. Vậy cái này sẽ lớn hơn bằng âm 1 ha. Xin lỗi, đây là 4 các em nhé. Còn đây là 2. Giá trị thấp nhất là trừ 1 đạt được khi x bằng 2. Dùng máy tính thì ra lâu rồi. Câu cuối cùng. 26 cộng 12 là bằng 12 trừ 38 là bằng âm 26. Wow, quá dễ kìa. Rồi ta chọn cặp bằng nhau ha. Âm 26 đi với âm 26 nè. Âm 1 đi với âm 1 nè. Rồi 0,25 đi với 0,25 nè. Trừ 66. Như thế này thầy gõ sai nè. Trừ 2 nhân 3 mà thầy tưởng là trừ 2,3. Vậy ô đầu tiên là bằng trừ 66 cái mức. Này là trừ 2 nhân 3. Như vậy nó đi với lại trừ 66. Hai cái này đi với nhau. Ta hoàn thành bài số 1. Chúng ta qua bài số 2. Rồi.
vượt chướng ngại vật. Đây mới bắt đầu khó các em nhé. Hình thang cân là hình có một trục đối xứng. Này toán lý thuyết các em. Hình bình hành. Các em vẽ hình thôi. Hình bình hành ABCD nè. Có góc A 50 thì góc C đối diện cũng 50, góc đối hình bình hành là bằng nhau. Mà người ta hỏi góc ngoài tại đỉnh C thì nó là kề bù. Kề bù với 50 thì ra là 130. Hình thang có một cặp góc đối là 125 và 65. Các em để ý 125 và 65 ha, là góc đối diện. Như vậy cặp góc đối còn lại sẽ là hai cái góc mà bù nhau với hai cái góc 125 và 65. Tức là tức là 55 và 115 các em. Các em thấy 55 nó bù với 125, hai góc trong cùng phía. 115 bù với 65 ha, đáp án này cộng lại 1.8 là được. Đề cũng dễ, vẽ hình ra các em thấy liền. À, bài này có vẻ khó khăn hơn chút, thú vị hơn chút đây. Vẽ hình đi. Góc B 120. A B C D D 60 độ. Góc A 4 phần. Góc C 5 phần, vậy xong luôn rồi. Góc B với góc D là cộng lại bằng 1.8, như vậy góc A cộng góc C sẽ bằng 1.8. Mà góc A thì chiếm 4 phần, góc C chiếm 5 phần, vậy tổng số phần là 9 phần. 9 phần cộng lại bằng 1.8 ha. B và D 1.8 thôi thì lấy 3.6 trừ thì A cộng C cũng bằng 1.8. 1.8 chia cho 9 phần thì mỗi phần là ra 20 độ. Mà góc C chiếm 5 phần như vậy nó là 100 độ. Ba số tự nhiên liên tiếp có tích hai số đầu nhỏ hơn tích hai số sau. Ba số liên tiếp này. À, tích hai số đầu là x và x cộng 1 nhỏ hơn số sau. Nhỏ hơn tích hai số sau là x cộng 1. X cộng 2. Phần chênh là 100. Vậy các em sẽ có là x cộng 1 nhân x cộng 2 trừ cho x nhân x cộng 1 thì bằng 100. Rồi giải bài toán tìm mít này. Giải bài toán tìm mít này nha. Thì các em sẽ có gì? Khai triển ra giải thôi. Dùng đa thức, nhưng đa thức rồi nó còn lại x mũ 1 thôi. Ta giải bằng máy luôn cho nhanh. 49, 50, 51. Ba số đó là 49, 50, 51. Các em có thể thử lại nếu thích ha. Đề cũng dễ quá. Mong vô gặp những bài hình khó khó ha. Hình thang cân ABCD góc A 70 độ. Vậy số đo của góc C là bù với lại góc A luôn kìa. Đặc điểm của hình thang cân, các góc đối sẽ bù nhau. Vậy là 101.
này nít trước thì giải rồi nghe. 4 cộng 3x bình thì nó lớn hơn 0, không thể bằng 0 được. 3x bình là không âm mà cộng 4 là dương luôn. Vậy là nhiệm vụ bằng 0 dành cho 2x cộng 1, vậy x sẽ bằng trừ 0,5. Cái này hỏi lãng xẹt quá ha. Cạnh đối hình bình hành phải bằng nhau vậy sao? Câu khó hơn đi nào. Mũ 2 nó sẽ triệt tiêu, còn lại trừ 9 thôi. M thực ra là trừ 9, vậy đó là đa thức bậc 0. Lúc trước ta cũng giải rồi. Bài này ta giải bằng máy luôn cho nhanh. X bằng 2 các em. Toàn đụng câu lầm rồi. Rồi cái này đạt giá trị nhỏ nhất, các em dùng máy giải thì rất là nhanh. Giá trị nhỏ nhất sẽ là 5, đạt được khi x bằng trừ 4 các em. Các em tham gia khóa học trên mạng của thầy đi ha. Thì kỹ năng sử dụng máy tính để giải quyết những cái này nó sẽ rất là đơn giản. Còn toán chánh đạo đối với bài này ta sẽ làm như sau. B sẽ bằng x bình cộng 8x, thêm cộng thêm 16 đằng đuôi. Tách từ 1 là còn 5. Không? Như vậy nó sẽ bằng là x cộng 4 bình phương cộng 5. Một cái bình phương thì tồi nhất bằng 0, cộng 5 thì tồi nhất bằng 5. Đạt được cái giá trị là 5 này khi cái chốt x cộng 4 bằng 0, tức là x bằng trừ 4. Rồi cái này nít trước thầy có giải rồi ha. Kết quả ra 2. Các em trở lại nít trước coi cái cách giải của thầy. Toàn đụng câu lầm rồi không à. Ồ con này cũng lầm rồi. Nít trước thầy làm rồi ha. Có vẽ cả hình vẽ nữa. Có vẻ cả hình vẽ nữa. Bài toán đối xứng, bài toán soi gương này các em. 180 độ EAF sẽ thẳng hàng. Các em trở về nít 1, cái nít đầu tiên của vòng 5 khối 8. Coi cái cách giảng của bài đó. Bài này thì các em phân tích ra thôi, khai triển ra thôi. Ta chuyển ra 1 nhân x là x, 1 nhân 3 là trừ 3, trừ 2x bình phương và cộng cho 6x. Như vậy nó sẽ bằng là trừ 2x bình phương cộng 7x và trừ cho 3. Rồi dùng máy, ta dùng máy tìm. Hình như bài này nít trước ta làm rồi kìa. Làm kỹ bằng toán chánh đạo luôn á, chứ không phải bằng máy tính. Trừ 2, 7, trừ 3. Giá trị lớn nhất sẽ là 25/8, đạt được khi x bằng 7/4. Người ta hỏi giá trị lớn nhất 25/8 thì đổi ra số phân là 3,125. 3,125, bài dễ quá. Tìm số tự nhiên để x là số chính phương. Bài này có thể mò. Nếu làm đường tà đạo thì cái mò á, mò máy tính. X bình cộng 2x cộng 8 mò số 0 là không được rồi. Số 1 cũng không được. Số 2 là được kìa.
2 là được. Còn nếu làm toán chánh đạo thì làm sao? Cái này nó rơi vào chuyên đề số học các em nhé. Nó rơi vào chuyên đề số học. Thầy cũng giải sơ sơ. Nó bằng số chính phương, tức là bằng số y bình phương lên. Đúng chưa? Rồi sau đó các em phân tích vế trái thành x cộng 1 tất cả bình và cộng cho 7 và bằng y bình phương. Từ đây ta sẽ có là y bình trừ cho x cộng 1 bình thì bằng 7. Vậy các em có y cộng x cộng 1 nhân cho y trừ x trừ 1 thì bằng 7. Rồi các em phân tích các trường hợp ra, 1 nhân 7, 7 nhân 1, vân vân. Và sau đó chúng ta đi tìm x và y luôn. Còn này chúng ta mò từ nhỏ tới lớn là trúng số 2 nè. Cái này có thời gian vô trong chuyên đề số học thầy sẽ hướng dẫn cho ha. Tìm đăng ký các cái khóa học trên mạng của thầy. Thì cái toán này các em thấy là toán cơm bữa, toán dễ chứ không phải khó. Bài dễ quá. Rồi gặp các em ở nick 3 coi thử có bài nào khó không nha. Còn bây giờ thì chia tay cái nick này đi.